Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa lên một cái mạch lo kéo nè các bạn. Này. Đó. Cái mạch lo kéo mini. Đó, thì hiện tượng của nó là nó bị nổ các bạn. Đây. Nó nổ không biết là do cái nguyên nhân gì, có thể là do mình cắm lộn bình. Đó. Có nghĩa là mình cắm cái cổng ngoài nè. Cổng 12V vào nè, nó lộn cổng qua trừ. Hoặc là mình cắm cái nguồn điện khác vào thì nó sẽ nổ cái nguồn này nè các bạn. Đó, thì ở đây mình quan sát mình thấy là nó chỉ nổ những cái con tụ thôi. Nè, nó nổ những con tụ lọc nguồn thôi. Thứ hai nữa là mình thấy con IC công suất thì nó cũng đen luôn nè. Thì cái mạch này nghe khách báo là người ta dùng để người ta đi bán hàng nha các bạn. Nó cũng không có lớn ha, nó khoảng 2 tắc. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra pin. Đầu tiên thì các bạn kiểm tra cái nguồn của cái pin nó coi nó còn không. Đây cái dây pin nè. Dây pin vô cái socket này. Đó, không còn miếng nào hết. Xuống 10V. Không còn một miếng luôn. Có thể là nó chập rồi nó xả hết pin này luôn. Người ta để lâu quá, người ta không có xài. Nó xả hết pin. Rồi bây giờ mình sẽ mở luôn cái bo ra các bạn. Đây, tháo cái bo này ra. Đây cái phần bo mạch nó nè. Cái phần diode nè, nguồn nè. Thì mình thấy nó không có cháy ha. Còn cái con tụ lọc nguồn này, con này nó nổ luôn. Thì bây giờ đầu tiên các bạn quan sát, các bạn thấy là những cái con tụ lọc nguồn nè. Đây nè. Đó, nó bị phịch hết trơn nữa các bạn. Nguồn thì mình kiểm tra nó hết sạch rồi. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra cái phần đọc thẻ nè. Đó. Cái phần đọc thẻ, phần Bluetooth nè. Nếu như cái phần này nó ok rồi á, mình mới tiến hành mình sửa tiếp được các bạn. Thì trên đây là nó có cái cổng nguồn nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ cấp thử cái nguồn vô. Xem coi nó còn nuôi được cho cái mặt đọc thẻ của mình hay không á. Đó, bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn 12V. Đó. Rồi. Lật cái mặt thẻ lên nè. Các bạn kẹp vô, trừ, kẹp vô trừ, cộng nè. Đó, lên nè. Đó, kim dòng lên, pin nó sạc vô được các bạn. Bây giờ mình sẽ đo pin ha. Nè, nó sạc vô tới pin được nè. Nguồn có nè, có cho sạc, có nghĩa là cái mạch của mình có thể sửa được. Rồi, bây giờ mình sẽ rút cái này ra. Nè, nó vẫn còn hoạt động được nè. Tiếp theo mình sẽ tắt cái này đi. Rồi bắt đầu mở lên lại. Coi nó có vô được miếng pin nào không. Nè, vô được miếng pin. Rồi. Thì cái mạch đọc thẻ có thể là nó ok các bạn. Giờ mình mở lên. Đó các bạn. Ok ha. Bây giờ mình sẽ tìm cái lo để mình gắn vô. Đây. Bây giờ mình test thử bằng cái lo này các bạn. Không hát ha. Không hát luôn. Đo áp ra xem coi cổng ra lo nó có nguồn không. Không có luôn. Rồi. Sau khi mình đã kiểm tra thì mình thấy là cái mạch của mình có thể là nó chết cái con công suất này thôi nè các bạn. Đó, bây giờ trước mắt mình sẽ vệ sinh. Đó các bạn, vệ sinh hết những cái phần tụ mà nó bị nổ ra đó các bạn. Tiếp theo mình mở ra mình xem cái con công suất của nó là cái số mấy. Đó. Đây, IC công suất của mình nè các bạn. Cái công suất này mình xem thì số nó là NS4110B các bạn. Đó. Bị nổ hết trơn rồi nè. Một con thì phù cái lưng lên, một con thì nó phịch cái chân ra nè. Rồi, đối với ban này á, nếu như các bạn có linh kiện mình thay á, thì nó dễ rồi ha. Còn không có thì mình phải độ lại thôi. Bây giờ mình sẽ độ lại cho nó bằng cái mạch công suất khác các bạn. Đầu tiên thì các bạn gỡ hai IC ra, thay hai con tụ lọc nguồn. Đó.
cái phần IC mình đã vệ sinh sạch sẽ nè. Rồi mình sẽ xác định cái chân nguồn, rồi chân tín hiệu là cái chân nó phát ra tiếng đó các bạn. Bây giờ mình sẽ kèm một cái cọng dây nguồn, mình đấu vô đây để mình kẹp, mình đo kiểm tra. Đây, đây là cái cọng dây nguồn. Bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn vô để mình đo. Đây, nó thường thì mặc định cái dây nguồn là ở trong cọng, còn ở ngoài là trừ ha. Đó, các bạn kẹp vô trước đi, rồi mình lấy đồng hồ mình đo. Ở trong cộng nè, ở ngoài trừ nè, nó có nè. Vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ cấp vô. Mở lên, đây nó báo sạc nè các bạn. Đó. Vậy là được rồi. Tiếp theo, mình sẽ đo xác định cái chân nguồn nó nằm ở trên con IC công suất của mình nè. Đó, tiếp theo, mình sẽ mở lên. Đó, mở lên nè. Máy đọc thẻ đọc nè. Rồi. Giờ đo cái vạt chân bên đây. Đó, chân nguồn nè. Chân nguồn nè. Tiếp theo là bên đây. Đó, các bạn đo khi nào mà nó không có cái nguồn lên á thì mình lát mình cắm cái tín hiệu của tai nghe vô á để mình nghe coi nó có cái tín hiệu ra tới chưa nè. Đây đây chân nguồn nè, giờ mình sẽ bỏ ra. Đó, một chân nguồn nè, hai chân nguồn nè, nó đi tới chân tụ nè. Đó, có nghĩa là nguồn cấp tới rồi ha. Mình bỏ cái phần bên đây ra, mình sẽ lấy tín hiệu từ phần bên đây. Thường tín hiệu nó ra, tín hiệu này nó đưa ra nè, nó đưa ra con trở hoặc là con tụ nữa nè. Đó, một con trở với một con tụ. Đó. Rồi. Tiếp theo các bạn tìm cho mình cái tai nghe các bạn. Nè. Các bạn tìm một cái tai nghe để mình cặp ở ngoài mình nghe, mình nghe cái tín hiệu để mình biết cái chân đó là cái chân tín hiệu in nó cấp vô trong IC á. Đó, bây giờ một que nè, các bạn hàng nó vô mát hoặc là kẹp nó vô mát. Còn cái đường tín hiệu tiếng á, các bạn dẫn volume hết ra lên. Đó, dẫn volume hết lên. Để mình xem coi nó cái mạch bắt chép nó ok chưa nữa. Tiếp theo mình mới kẹp một que vô trong mát nè. Đó, các bạn kẹp một que nó nằm vô mát ha. Ở que còn lại các bạn chấm từ chân ở bên đây nè. Ở đây là cái chân số 4 các bạn. Thì cái chân này là chân số 4, là cái chân tín hiệu mà nó đưa từ cái mạch đập thẻ đưa qua nè. Một chân nè. Chân số 4 này, hai chân. Đó. Rồi, các bạn xác định được cái đường tín hiệu tiếng của nó rồi ha. Bây giờ mình sẽ tìm cái bo để mình đổ vô. Đây. Mình có một cái bo công suất nè các bạn. Công suất này thì nó hai kênh luôn. Ở đây mình dùng hai kênh nhưng mà công suất này nó cũng hai kênh luôn. Đó. Nếu như cần thì các bạn cứ lên Facebook mình search vô cái mạch công suất GF1002. Thì bây giờ mình sẽ gắn gọn lên đây thì mình gỡ bỏ công tắc này đi các bạn. À, mình chỉ cấp cái nguồn vô nè, cấp tín hiệu vô nè, rồi hai lo đưa ra thôi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cấp tín hiệu vô. Đó, gỡ lấy cái volume này ra luôn. Đó, sau khi mà mình đã gỡ cái biến trở volume ra nè các bạn. Thì cái mạch này thì nó chỉ có 5V thôi. Trên đây thì nó 12V. Thì nếu như mà các bạn muốn đấu nó vô á thì mình sẽ có một cái nguồn để mình ổn áp nó ha. Ở đây mình sẽ xài cái con IC 7805 nè. Đó, con 7805. Mình sẽ ổn áp nó xuống, mình đặt nó nằm ở dưới này nè. Được một chân nè. Bây giờ mình sẽ hạ cái chân nguồn cấp cho nó nè các bạn. Đó, xong. Còn cái chân mát này, đó mà cắt cũng không sao. Rồi. Rồi, cái đường 5V ra nè, cắt cục lại. Xong rồi nè. Cái nguồn này các bạn phải có thêm một con tụ nữa các bạn. Tụ 100mm 16V để mình hàn hai cái chân mát với cái chân 5V ra nè. Xong rồi, bây giờ mình sẽ đo điện áp ra nè. 5V nè, nó chuẩn nè các bạn. Đó. Không có con tụ thì nó không có đủ 5V, khi mình hát cái dòng lớn thì nó sẽ sụt xuống. Rồi bây giờ nguồn mình đã kiểm tra xong nè, mình đổ xong rồi nè. Đó. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ tìm dây điện để mình đấu cái mạch này. Xong rồi mình sẽ đấu vô đây. Nè các bạn. Rồi mình cắt dây này ra ha. Đó. Vậy là hai lo nè. Nguồn nè. Tín hiệu vào nè. Đó. Thì cái mát á. Cái mát của đường tín hiệu vào của mình không hàng cũng được. Tại vì cái nguồn mát nó có nè các bạn. Nó đưa qua đây rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ hàng dây vô đây. Đây, đầu tiên thì mình hàn hai cái cọng dây lo nữa các bạn.
Đó. Đây. Đó, tiếp theo có đường in nữa các bạn. Mình cũng hàng vô trước ha. Đó. Tín hiệu mình hàng rồi nè. Dây lo mình cũng hàng vô rồi. Bây giờ mình sẽ hàng cái nguồn các bạn. Đó, nguồn này phải hàng chính xác là đúng cộng đúng trừ ha. Đó. Rồi, cái này thì phải có cộng có trừ. Đó, xong rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ lót cái mạch này lên ha. Đó, lót lên xong mình sẽ mở lên thử. Đó, do hết pin nè. Đó, cái mạch của mình nó hết pin. Đó, bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn vô luôn. Đây, về nguồn nè, cấp vô. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái thẻ nhớ này vô nữa các bạn. Này, kéo cái lo lại nè. Đó, rồi. Đơn giản là vậy thôi. Bây giờ cuối cùng các bạn cố định cái mạch công suất của mình lại bằng keo nến nè, rồi lấy cái miếng tản nhiệt của nó nè. Đó, lấy miếng tản nhiệt của nó nè các bạn. Đó, mình dán vô trong cái con IC công suất của mình trong này nè, để mà mình khi mình hát lớn á nó sẽ giải nhiệt được chút đỉnh nè. Rồi, xong, vệ sinh những cái phần tụ mà nó bị nổ nó dính nè. Ok nè. Rồi, đây cái thùng của nó nè, đây là phần lo nữa các bạn. Đó, lo khoảng 2 tấc thì cái thùng này nó chỉ đi bán hàng bán đồ thôi chứ không cần phải hát hay hay gì ha, chỉ cần phát ra tiếng để người ta giao hàng là được rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cái dây lo đây, hai cọng dây lo nè, hai cọng dây lo mình sẽ cắm vô. Đó, xong hai cọng dây lo rồi nè, giờ sẽ mở nguồn lên mặt hiển thị nè, bỏ bọc ra đi, rồi mở lên nè, dần nhỏ lại. Đó, này có pin nó vô được chút đỉnh nữa các bạn. Giờ mình sẽ cắm cái nguồn trực tiếp luôn, hát cho nó đừng bị tắt ha. Rồi giờ dần lớn lên nè. Next one. Ok. Ok, rất là đơn giản thôi. Đó. Nếu như thấy video bổ ích thì bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.